Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thông qua mạng xã hội Internet, YouTube, Facebook, TikTok, rất đông đảo Phật tử đủ mọi lứa tuổi đang hàng ngày tìm hiểu về Phật Pháp và lan tỏa những kiến thức vô cùng sâu sắc trong Phật giáo. Thông qua những buổi pháp thoại, chia sẻ về giáo lý nhà Phật được thuyết giảng bởi ba nhà sư trẻ là người Việt Nam rất tuyệt vời, đó là Thầy Thích Pháp Hòa, Đại Đức Thích Tâm Nguyên và Sư Giác Minh Luật. Đây chính là ba nhà sư trẻ đang rất hot trend, được đông đảo đại chúng Phật tử trong nước và hải ngoại kính trọng, yêu mến nhất hiện nay. Kênh YouTube Tôn Giáo Phật Giáo sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử bản thân, quá trình tu tập, đạo nghiệp tu hành và những thành công đạt được của ba nhà sư trẻ đang rất hot trend thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Thứ nhất, tóm tắt về tiểu sử và đạo nghiệp tu hành của Thầy Thích Pháp Hòa. Thầy Thích Pháp Hòa sinh vào năm 1974 tại quê hương Cần Thơ. Thầy là con lớn trong gia đình, dưới thầy là một người em trai. Năm thầy Pháp Hòa lên 6 tuổi, cha của thầy đã xuất cảnh sang Canada. Sau đó, năm 1986 khi thầy Pháp Hòa 12 tuổi, mới được cha bảo lãnh mẹ và thầy cùng em trai sang Canada để cả gia đình đoàn tụ. Ngay từ nhỏ, thầy Pháp Hòa đã thể hiện là một người có căn duyên với Phật Pháp. Cụ thể vào năm 2017, trong một buổi thuyết giảng có chủ đề là bốn loại ngã chấp, khi mở đầu buổi giảng Pháp để nói về thiện căn Bồ Đề ở trong mỗi con người, thầy đã chia sẻ câu chuyện từ hồi nhỏ của chính mình. Đó là, vào một ngày rằm tháng giêng năm thầy mới lên 7 tuổi, thầy được thân mẫu dẫn đi lễ chùa. Đây cũng là lần đầu tiên thầy được đi lễ chùa, sau rất nhiều lần thầy năn nỉ mẹ cho đi. Ngôi chùa hồi đó, nói đúng ra là một ngôi tịnh xá nhỏ, có tên là chùa Ngọc Thuận ở Cần Thơ. Tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nhưng sau một hồi quan sát, thầy thấy rằng ai tới chùa cũng được gọi bằng một cái tên pháp danh rất hay. Thấy vậy, thầy Pháp Hòa mới tới gần một vị sư già tại chùa và nói hồn nhiên rằng, sư ơi sư, con cũng muốn có tên đẹp. Thấy vậy, vị sư già cười và nói với thầy rằng, con hãy chắp tay quỳ xuống lại Phật đi rồi sư sẽ quy y cho. Thầy Pháp Hòa đã làm theo vị sư già nói rồi chắp tay quỳ xuống lại Phật. Chính thức ngày hôm đó thầy được quy y Tam Bảo và được sư già đặt pháp danh cho thầy là Huệ Tài. Thầy Pháp Hòa đã được các nhà sư trong chùa hết lòng quý mến, cho đọc sách và dạy thêm cho nhiều nghi thức trong nhà Phật. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ chăm chỉ siêng năng học tập mà thầy đã đọc thuộc lòng rất nhiều cuốn kinh sách quý như Nghi thức tụng niệm và Kinh A-di-đà. Năm 1989, lúc này thầy Pháp Hòa đã định cư bên Canada cùng bố mẹ được 3 năm. Tuy là sống ở nước ngoài nhưng thói quen đi lễ chùa, đọc kinh sách Phật, thầy vẫn duy trì đều đặn. Nhờ vậy mà đến năm thầy Pháp Hòa 15 tuổi, khi cửa thiền đã kết đủ duyên lành, thầy Pháp Hòa đã chính thức xuống tóc xuất gia, tu tập dưới sự dẫn dắt của Thượng tọa Thích Thiện Tâm. Hiện tại Thượng tọa Thích Thiện Tâm là Hòa thượng viện chủ tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên ở Canada. Năm 1994, khi đã tròn 20 tuổi, trong một sự kiện đại giới đàn hương tích của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại làng Mai ở bên nước Pháp, thầy Thích Pháp Hòa chính thức được thọ ký tỳ kheo. Năm 1999, thầy Pháp Hòa rất vinh dự được Thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền đăng với bài kệ Pháp. Pháp đã trao tâm từ vàng thuở, hào quang tiếp độ cả quầng sân, sen nở dạng người tròn không nhiễm, độ hết mười phương chốn hữu tình. Năm 2006, thầy Thích Pháp Hòa đã chính thức được tấn phong làm trụ trì tại Trúc Lâm Thiền Viện, tu viện Trúc Lâm, Canada. Đến năm 2007, thầy được giao thêm trọng trách trụ trì Tây Phương Thiền Viện, đồng thời thầy được bầu làm viện trưởng viện nghiên cứu và điều tra Phật học Edmonton tại Canada. Thầy Thích Pháp Hòa là một trong những nhà sư trẻ được rất nhiều Phật tử trong nước và kiều bào ở nước ngoài mến mộ. Tuy không phải ai cũng có đủ cơ duyên để được gặp hoặc được nghe thầy giảng pháp trực tiếp, nhưng thông qua mạng Internet, những bài giảng của thầy chắc hẳn ai cũng cảm thấy rất ấn tượng bởi diện mạo, phong thái điềm đạm, từ tốn, chất giọng truyền cảm nhẹ nhàng của thầy. Thứ hai, đôi nét về tiểu sử và quá trình tu hành của Đại Đức Thích Tâm Nguyên. Sư thầy Thích Tâm Nguyên hay còn được biết đến là Đại Đức Thích Tâm Nguyên. Hiện nay chưa rõ thế danh thực sự lẫn ngày tháng sinh của thầy. Chỉ biết rằng thầy vốn sinh năm 1985, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức cơ bản tại thành phố Huế. Sư thầy đã từng có thời gian tu tập tại ngôi chùa Hoàng Pháp thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại Đức Thích Tâm Nguyên là một vị sư khá nổi tiếng ở trên mạng xã hội, được đông đảo người dân trong và ngoài nước biết tới,
với những video giảng dạy về Phật Pháp và giáo lý vô cùng sâu sắc, ý nghĩa. Đại Đức hiện được rất nhiều người biết đến khi tham gia các buổi tọa đàm nhằm chia sẻ các tư tưởng và giáo lý về Đạo Phật. Các bạn trẻ ngày nay đang là đối tượng ưa thích được lắng nghe những lời chia sẻ rất ý nghĩa và sâu sắc của Sư Thầy trong các khóa tu mùa hè ở tại chùa. Trong thời gian tu tập tại ngôi chùa Hoằng Pháp, Sư Thầy Thích Tâm Nguyên đã tìm hiểu được những bài giảng ý nghĩa trong các khóa tu học tại chùa. Bằng lối ngôn từ thuyết phục, lời lẽ giảng giải hài hước, sử dụng ngôn từ mộc mạc nhưng gần gũi đã khiến cho những bài giảng của Thầy dễ dàng đi vào lòng người, được nhiều người yêu thích. Tuy là một vị sư có tuổi đời còn khá trẻ, thế nhưng Sư Thầy Thích Tâm Nguyên đã có nhiều năm tu học Phật Pháp ở cả trong và ngoài nước. Sau này, do Đại Đức đã thông thạo tiếng Anh, cho nên Thầy đã được giáo hội ủy thác đi du học tại Mỹ. Hiện nay Thầy đang là trụ trì tại tu viện hạnh phúc Happy Monastery tại Hoa Kỳ. Dù ở Hoa Kỳ phồn hoa, thế nhưng Đại Đức Thích Tâm Nguyên vẫn thường xuyên đăng tải những video về giảng dạy giáo lý và Phật Pháp lên mạng xã hội và trên kênh YouTube cá nhân. Cuộc sống riêng của Thầy cũng được update liên tục trên mạng xã hội để những người yêu mến có thể theo dõi và đồng hành. Với vốn kiến thức vô cùng vững vàng và tri thức sâu rộng đã được tích lũy, được thông qua nhiều năm tu hành, nghiên cứu Phật Pháp ở cả trong và ngoài nước, Đại Đức Thích Tâm Nguyên đã thường xuyên tham gia vào những buổi tọa đàm, hướng dẫn nhằm có thể chia sẻ tư tưởng và triết lý của Đạo Phật tới đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước, thậm chí là cả ở nước ngoài. Sư Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang được rất nhiều bạn trẻ độ tuổi học sinh, sinh viên yêu mến, nhờ vào việc Thầy thường xuyên có mặt tại các khóa tu mùa hè dành cho học sinh, sinh viên để truyền đạt thêm thật nhiều kiến thức và những bài học mang đậm triết lý nhân sinh sâu sắc. Trong các bài giảng đó, cùng với những cuộc trò chuyện đầy cởi mở và gần gũi, Sư Thầy Thích Tâm Nguyên đã giúp các bạn học sinh, sinh viên cảm thấy cởi mở, yêu mến và hiểu thêm được nhiều điều bổ ích. Bên cạnh đó, Thầy đã sử dụng lối dẫn dắt vừa trò chuyện để lấy ra một số ví dụ từ các câu chuyện đời thường thực tế, lại vừa đan xen với những tư tưởng Phật giáo, nhưng đã được sử dụng nhiều từ ngữ gần gũi, dí dỏm nhằm phù hợp hơn đối với các bạn trẻ. Nhờ đó mà những bài giảng của Đại Đức Thích Tâm Nguyên đã truyền đạt tới được đông đảo các bạn trẻ tuổi cảm thấy thích thú và dễ hiểu. Những câu chuyện có trong cuộc sống đương đại cùng với những tình huống vô cùng thực tế đã được Thầy đưa ra rồi phân tích, lấy làm ví dụ đã trở thành những kiến thức và bài học đắt giá đối với nhiều bạn trẻ về sau này và cả trong tương lai phía trước. Với nhiều năm Thầy Thích Tâm Nguyên ở nước ngoài học tập, tu nghiệp và tu hành tại chùa Hoằng Pháp, Đại Đức Thích Tâm Nguyên là vị sư thầy trẻ tuổi có rất nhiều tư tưởng đổi mới và hợp thời. Thông qua những bài thuyết giảng của mình, Thầy là người đã có nhiều đóng góp không nhỏ trong việc truyền bá kiến thức và những bài học đầy ý nghĩa của Phật giáo đến với giới trẻ. Nội dung các bài giảng này của Thầy đã khiến cho nhiều bạn trẻ có cái nhìn mới và tích cực hơn về Đạo Phật, cũng như có thể tự điều chỉnh lối sống của bản thân sao cho lành mạnh và có ý nghĩa hơn. Thứ ba, tiểu sử và đạo nghiệp của nhà sư Giác Minh Luật. Sư Giác Minh Luật có thế danh là Lê Văn Trúc, Thầy sinh ngày 15 tháng 8 năm 1992, quê quán ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhà sư đã xuất gia ngay từ khi còn nhỏ tại Tịnh Xá Ngọc Minh ở tỉnh Bình Thuận, thuộc hệ phái Khất Sĩ. Tuy sinh ra trong thế hệ 9X với sự trẻ trung, năng động, tràn đầy nhiệt huyết, thế nhưng sư Giác Minh Luật đã dành trọn trái tim, tâm hồn của mình cho Phật Pháp, với ước mơ lớn nhất cuộc đời đó là truyền bá tư tưởng, suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề của Đạo Phật đối với thế giới, với mối quan hệ nhân sinh, quan. Sư Thầy Giác Minh Luật đã bắt đầu xuất gia ngay từ khi còn nhỏ, cho đến năm nhà sư được tròn 18 tuổi thì đã đứng lên thành lập ra câu lạc bộ nhân sinh, đó là nơi tập trung quy tụ đông đảo các bạn trẻ, sinh viên, học sinh yêu thích Phật giáo nói chung, có tấm lòng hướng thiện và luôn muốn làm việc tốt để giúp đỡ mọi người. Qua câu lạc bộ của mình, sư Giác Minh Luật đã tổ chức các buổi giao lưu, trò chuyện, kết bạn và thực tập thiền định, giảng giải ý nghĩa của Đạo Phật cho mọi người. Chính nhờ vậy mà sư Thầy Giác Minh Luật đã giúp cho câu lạc bộ của mình được đông đảo người dân yêu thích suốt hơn 7 năm hoạt động. Vào năm 2013, sư Thầy Giác Minh Luật đã được chính thức công nhận là tài năng trẻ của đất nước Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và các hoạt động xã hội cộng đồng. Thầy Minh Luật đã được nhiều cơ quan báo chí ca ngợi, đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Cho đến thời điểm hiện tại, sư Thầy Giác Minh Luật đã tốt nghiệp chương trình cử nhân B.A. chuyên ngành triết học Phật giáo tại trường đại học MCU Quốc gia Thái Lan. Hiện tại Thầy Minh Luật đã sang Hoa Kỳ để tiếp tục theo đuổi việc học Phật Pháp để có thể nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn về Phật Pháp. Bên cạnh đó, nhà sư vẫn thực hiện các buổi hoằng pháp ngay tại Hoa Kỳ để phục vụ bà con cộng đồng người Việt nơi đây.
sư thầy Giác Minh Luật là một con người khát khao luôn cháy bỏng, luôn tràn đầy sự nhiệt huyết, luôn cần mẫn chăm chỉ, giản dị và luôn nỗ lực phụng sự không ngừng trong công việc, trong việc hoằng dương Phật Pháp của mình. Đó chính là những lời khen dành cho những ai đã từng có dịp được nói chuyện, tiếp xúc với thầy Minh Luật. Chính nhà sư đã giúp truyền tải nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ để giúp làm việc thiện cứu đời, cứu rỗi những người khó khăn, thông qua những tác phẩm, quyển sách mà thầy Giác Minh Luật đích thân sáng tác và gửi gắm thông điệp ý nghĩa bên trong. Nhà sư Giác Minh Luật hiện đã cho ra đời nhiều đầu sách hay về Phật Pháp, mang âm hưởng Phật giáo dành riêng cho người trẻ tuổi. Các tác phẩm này không chỉ phù hợp với văn hóa đọc của lứa tuổi teen bởi sự nhẹ nhàng, vui nhộn và cuốn hút. Những tác phẩm độc đáo về chủ đề Phật Pháp đã để lại những ấn tượng vô cùng đặc biệt đối với người đọc. Đồng thời, các tác phẩm của thầy Minh Luật cũng đạt được số lượng tái bản liên tục chỉ sau một thời gian phát hành. Điều đó cho thấy sức hút của tác phẩm đối với những đối tượng độc giả khác nhau. Với những nỗ lực mà sư Giác Minh Luật đã làm, đã giúp đem lại những lời khuyên có giá trị và tốt đẹp tới đông đảo mọi người. Những trang sách do thầy Minh Luật viết nên đều được đúc kết từ những kinh nghiệm thực tiễn mà bản thân sư thầy đã trải qua, để từ đó có thể giúp đỡ những bạn trẻ tuổi hiện đang thuộc thế hệ 8X, 9X đến thế hệ 2K có dịp được tiếp cận những bài học chân quý và cảm nhận được những giá trị nhân văn trong mỗi trang sách mang lại. Sư thầy Giác Minh Luật còn thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi cũng như các bạn, những người trẻ nên còn nhiều khuyết điểm, lỗi lầm, nhưng quan trọng là mình có dám can đảm để vượt qua nó, có vui vẻ khi chấp nhận nó hay không. Cuộc sống là cả một chặng đường dài để chúng ta hoàn thiện bản thân và hoàn thiện về nhân cách, đạo đức. Vì thế tôi từng bước đang đi trên con đường đó, còn các bạn thì sao? Các bạn hãy chọn cho mình một con đường đi mà các bạn đã thấy đó là con đường cao thượng." Nội dung video trên kênh Tôn Giáo Phật Giáo đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay, xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.